Em xin chào mừng cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Bên Thế Anh Ô Tô thì chuyên mua và bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Cô bác anh chị có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Và ngày hôm nay thì bên em lại vừa về thêm một mẫu xe thuộc phân khúc hạng C của mang thương hiệu của Hàn Quốc, đó là chiếc Daihatsu Lancetti. Xe được sản xuất năm 2007, động cơ máy là 1.6 phiên bản số sàn. Tổng thành xe là màu đen này bà con này. Sơn xi còn rất là đẹp bà con nhé. Khám phí thì rất là dài. Cuối năm. Đó, trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây. 5 chấu đây, nhìn rất là đẹp này. Đó. Các ốp viền chrome ấy, được ốp quanh xe đây bà con này. Đó. Nhìn tương đối là đẹp nhá. Đèn pha đây đã được bác chủ bác dán ít đề can đây. Đó, để trang trí đây. Đó, mặt ca lăng của xe bà con này được ốp chrome à. Đó. Đó, sơn xi còn bóng mượt luôn nhá. Đó, các ốp viền táp ly này. Đó, viền kính này. Tay nắm đều được ốp chrome hết rồi. Đó. Nhìn tương đối là đẹp luôn. Sơn xi còn cực đẹp luôn nhá. Đó. Nắp xăng là cũng được ốp chrome hết rồi. Đó, tổng thành xe đây bà con này. Đó, đèn pha đèn hậu ơi. Tương đối là sáng, tương đối trong. Xe trang bị màn hình camera lùi này. Biển số rất là đẹp bà con nhé, 886 này. Phát phát lộc. Có các ốp viền chrome được quanh ốp quanh xe này. Đó, nhìn rất là sang trọng. Rất là đẹp bà con nhé. Đó. Dòng xe này mang thương hiệu của Hàn Quốc thì nó độ lành của nó cũng tương đối là cao thôi bà con nhé. Đó. Form dáng nhìn rất là đẹp, sedan. Đó, rất là rộng rãi, hạng C. Đó. Tổng thành xe đây. Sơn xi còn cực đẹp luôn. Đó. Quanh xe đều được ốp chrome hết rồi. Kể cả điện viền đèn nữa. Đó. Nhìn rất là đẹp. Và chiếc xe này là bên em đang chào bán với giá là 128 triệu nhé. Chỉ với 128 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Ồ, ghế da đây được phối với màu đen với lại màu kem này. Ồ, nhìn tương đối là sạch sẽ, rất là sạch sẽ, bóng bẩy. Đó, vô lăng này rất là ít mòn bà con này. Chiếc xe này em cam kết là tư nhân sử dụng, không mua taxi khoan đục bà con nhé. Đó, nên chất lượng của xe còn rất là tốt, nên là bà con là cứ yên tâm. Đó. Đây tắp đồ của xe đây. Đó, rất là bóng bẩy luôn, rất là sạch sẽ. Bà con lấy xe về là chỉ sẵn đi thôi. Trang bị khóa khiển theo xe này. Màn hình đây bà con này. Côn số chiếc xe này thì rất là ngọt, điều hòa thì rất run. Đó. Ngồi thì rất là rộng rãi. Chỉ với hơn 100 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu dòng sedan hạng C rồi. Nó rất là rẻ nhá. Để phục vụ cho bà con đi chơi Tết cũng như là tránh dịch trong thời điểm dịch bệnh cũng đang gần như là thời điểm cuối dịch bệnh rồi. Nên là bà con đi lại lưu thông xem xe thì cứ thoải mái thôi, không nó vấn đề gì cả luôn. Đó, táp ly của xe đây. Đó, được ốp viền màu gỗ thì rất là nổi bật đây, rất là đẹp nhá. Đó, táp ly đây ra vẫn còn rất là sạch sẽ này. Rất là bóng bẩy luôn, không có chảy xước bong chóc gì cả bà con nhá. Đó, các tay nắm ở trong thì cũng được mạ chrome hết rồi. Rất là đẹp. Chiếc xe này là em cam kết là không lỗi nhá. Đó, không tai nạn, không ngập nước. Cột kèo keo chỉ zin hết bà con này. Đó, bà con lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Nên là cứ yên tâm về chất lượng của xe thôi. Đó, bà con có thể nhìn thấy đây. Đó. Xe còn tương đối là đẹp. Đấy, táp lô đây cũng được ốp viền gỗ rồi. Trần nỉ đã được bọc ni lông rồi. Đó, rất là dễ dàng lau chùi chống ẩm mốc. Chỉ với 128 triệu thôi. Nên là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354 152888. Đó, hàng ghế thứ hai đi bà con này. Đó, rất là sạch sẽ, bóng bẩy nhá. Đó. Ngồi rất là rộng rãi, form dáng rất là đẹp. Một dòng xe mang thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất năm 2007. Động cơ máy là 1.6 phiên bản số sàn. Đó. Táp lô táp ly rất là đẹp, không có bong chóc chảy xước gì cả bà con nhá. Đó. Bên Thế Anh Ô Tô thì có mua bán vận chuyển toàn quốc. Nếu mà cô bác và anh chị nào ở xa mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em
cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe ở trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa. Là cô bác và anh chị lấy xe đi rồi. Đó. Giá 128 triệu là bên Thanh Ô Tô đã bao gồm phí hồ sơ cho cô bác rồi. Mọi người lấy xe về chỉ việc sang tên thôi. Đó. Nội thất đây. Rất là long lanh. Đó. Rất là rộng rãi. Kính chỉnh điện này, gương cơ. Đó, táp lô táp ly đây. Đó, rất là đẹp bà con nhé. Không có bong chóc chảy xước gì cả. Mà giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Đó, bên em thì địa chỉ cụ thể là ở thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cô bác anh chị nào mà xuống xem trực tiếp thì vui lòng xuống theo địa chỉ đó nhé. Đó, bên em thì không có dịch bệnh gì cả nên là bà con cứ yên tâm khi xuống xem xe thôi. Đường xá thì vẫn lưu thông bình thường. Đó. Mọi người sở hữu cho mình một chiếc xe để đi chơi Tết thì trong thời điểm này thì rất là hợp lý. Đó. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua phần cốp này. Đó, cốp rất là rộng rãi bà con nhé. Đó. Rất là rộng rãi. Để đồ đạc thoải mái luôn này. Đó. Form dáng là mặc với gọn C nên là rất là rộng rãi. Tổng thành xe màu đen rất là đẹp. Sơn xi còn rất là bóng bẩy. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua phần khoang động cơ của xe. Đó. Mặt đồng hồ của xe đây. Rất là đẹp bà con này. Một dòng xe mang thương hiệu của Hàn Quốc. Đó. Đề rất là nhạy luôn. Máy số em này em cam kết là cực kỳ chất nhé bà con nhé. Đó. Ồ, máy nổ đây bà con này. Máy nổ rất là êm nhé bà con nhé. Không có rung giật gì cả này. Ồ, máy em cam kết là không có đâm đụng ngập nước nhé. Máy số cực kỳ ngon. Điều hòa thì rất run. Nên mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Em xin phép được kết thúc video ở đây. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian vừa qua luôn đồng hành cùng kênh của em.